Cá sấu và thỏ, cuộc thi dũng cảm. Một buổi sáng trong khu rừng, có một chú thỏ dễ thương đang nhảy nhót bên bờ sông, cười đùa vui vẻ. Hôm nay trời thật đẹp, mình sẽ nhảy qua bờ sông bên kia để hái mấy bông hoa. Ở dưới nước, cá sấu nổi lên, mắt nhìn chằm chằm vào thỏ từ xa. Thỏ lúc nào cũng trông vui vẻ và nhảy nhót, nhưng chắc chắn nó chẳng dám xuống đây đâu, mình sẽ dọa nó một trận. Cá sấu tiến lại gần thỏ, cố tỏ ra thân thiện nhưng đầy thách thức. Thỏ, dũng cảm gì, nhưng dám cá là cậu không đủ can đảm để bơi qua sông. Dòng sông này là lãnh địa của mình, không ai vượt qua nổi đâu. Tại sao lại phải bơi khi mình có thể nhảy qua? Mỗi loài có cách riêng để vượt qua thử thách mà. Cá sấu không tin lời thỏ và nghĩ rằng mình có thể vượt trội nhờ sức mạnh dưới nước. Cậu dám thách thức mình sao? Nếu cậu dám xuống nước, chúng ta sẽ xem ai là kẻ dũng cảm nhất. Dũng cảm không phải là đối đầu trực tiếp, mà là biết cách vượt qua mà không cần mạo hiểm quá nhiều. Thỏ nhảy bật lên, từ bờ này sang bờ bên kia, nhanh chóng và khéo léo. Cá sấu nhìn lên ngạc nhiên từ dưới nước, không ngờ thỏ có thể vượt qua dễ dàng như vậy. Cậu đã vượt qua mà không cần bơi sao? Mình không cần làm những gì mình không giỏi, mỗi loài có cách riêng để đối mặt với khó khăn. Cá sấu suy nghĩ một lúc rồi nở nụ cười, nhận ra bài học từ thỏ. Cả hai cùng nhìn nhau, hiểu ra rằng không phải cứ sức mạnh hay sự dũng cảm theo cách thông thường mới là tốt nhất. Cậu nói đúng, dũng cảm không phải lúc nào cũng là đối đầu trực tiếp, đôi khi khéo léo và thông minh mới là điều quan trọng. Chúng ta đều mạnh theo cách riêng của mình. Các bạn hãy nhớ rằng, sự dũng cảm không chỉ đến từ sức mạnh hay đối đầu trực tiếp, mà còn từ sự thông minh và khéo léo trong cách vượt qua thử thách.